mình đã từng mắc lỗi với cha mẹ mình thì thôi, bây giờ mình hãy quay lại làm cái việc tốt nhất để cho cha mẹ mình vui. Như vậy là mình vẫn còn may mắn là nếu như cha mẹ mình còn sống, để mình làm cái việc cho cha mẹ mình vui. Nhưng nếu không may mà cha mẹ mình không còn trên đời nữa, để mình sửa sai với cha mẹ mình, thì bạn cũng đừng buồn. Vì điều hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là con cái tiến bộ, chứ không phải là nó đến nó xin lỗi mình, và cũng không phải là nó đến nó hối lỗi với mình. Đạo Khơi, em đã từng làm rất nhiều việc ác trong quá khứ, trong đó có bất hiếu và vô ơn. Vì vậy nên em luôn tự trách móc dằn vặt bản thân rồi rơi vào trầm cảm nặng, thường xuyên suy nghĩ về cái chết. Thầy có thể giúp em cách nào buông bỏ quá khứ được để sống an yên được không ạ? Tuy em cũng đã tu sửa nhưng em vẫn luôn cảm thấy mình rất tội lỗi. Vâng. Thế thì tôi xin kể hai cái thứ liên quan đến đạo Phật. Cái thứ nhất ấy, là khi đề bà đạt đa trong suốt quá khứ, đề bà đạt đa đã hại Đức Phật rất là nhiều lần, hết việc này đến lần lượt này đến lượt khác. Ông Đức Phật ngày xưa là có một ông anh con nhà ông bác, thì ông anh đấy tên là Đề Bà Đạt Đa, hơn ông Đức Phật đâu đó cũng phải tầm đến chục tuổi, và hại ông Đức Phật hết lần này đến lần khác. Và cho đến một lần Đề Bà Đạt Đa đến xin được quy y để vào tăng đoàn, thì Đề Bà Đạt Đa có ôm Đức Phật và khóc và rất hối lỗi với Đức Phật. Thế thì Đức Phật nói rằng là ngay khi anh nhận ra chánh pháp là anh đã bước trên con đường của đạo rồi, anh đã bước trên con đường của giải thoát rồi. Ngay khi anh nhận ra gì ạ, bước chân vào nhận ra chánh pháp là anh đã bước chân vào con đường giải thoát rồi. Vậy ngay khi bạn nhận ra tất cả những tội lỗi của bạn trong quá khứ, thì đó chính là lúc bạn đã bước vào con đường chánh pháp rồi. Tuy nhiên, trong nhà Phật thì cũng có bốn cái khái niệm. Một trong những cái khái niệm mà có bốn khái niệm là trào hối, trào cử, thủy miên và cái gì nhỉ? Trào hối, trào cử, thủy miên. Đấy, có bốn cái khái niệm. Và nó như kiểu vọng tưởng ấy. Rồi, thế thì bạn bị mắc một căn bệnh trào hối, tức là gì? Lúc mình ngu mình vận hành rất là hồn nhiên, nhưng đến khi mà mình có trí tuệ hơn một chút thì mình nhận ra toàn bộ những điều sai trái của mình trong quá khứ, và mình quay lại mình hối hận, cho nên gọi là trào hối. Mình hối hận với tất cả những thứ mình làm, và ngay khi mình hối hận như vậy thì đó lại là lúc mình không được giải thoát. Và trong đạo Phật có khái niệm gọi là sở tri trước, tức là khi mình không có kiến thức thì có khi mình sống rất là an nhàn, vui vẻ, mặc dù làm cái việc nó chưa tốt, nhưng vì do mình không biết đấy là việc xấu cho nên mình vẫn còn hồn nhiên mình làm. Nhưng ngay khi mình biết đấy là việc xấu thì mình lại trôi vào cái vùng hối hận, tức là sở tri trướng, tức là cái tri thức nó lại là một chướng ngại đối với việc phát triển bản thân của bạn, chứ nó lại không tốt cho bản thân. Tôi phân tích cái nguyên nhân đấy để bạn hình dung. Vậy thì bạn hãy đừng nghĩ về tội lỗi nữa. Bạn phải hiểu rằng là ngay khi mình nhận ra tội lỗi thì đó là một điều may mắn, là mình đã bước trên con đường chánh pháp và bắt đầu giải thoát. Vậy thì chúng ta có quyền quay lại sửa lỗi trong quá khứ. Đó bằng đó là gì ạ? Muốn sửa lỗi
trong quá khứ thì chỉ bằng hành vi trong hiện tại và kế hoạch thực thi trong tương lai. Ví dụ mình đã từng mắc lỗi với cha mẹ mình thì thôi, bây giờ mình hãy quay lại làm cái việc tốt nhất để cho cha mẹ mình vui. Mình đã có lỗi với một bạn nào đó thì mình hãy cố gắng làm những việc tốt nhất để cho bạn ấy vui. Như vậy là mình vẫn còn may mắn là nếu như cha mẹ mình còn sống, để mình làm cái việc cho cha mẹ mình vui. Nhưng nếu không may mà cha mẹ mình không còn trên đời nữa, để mình sửa sai với cha mẹ mình, thì bạn cũng đừng buồn. Vì điều hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là con cái tiến bộ, chứ không phải là nó đến nó xin lỗi mình, và cũng không phải là nó đến nó hối lỗi với mình. Cho nên hãy từ bây giờ, nếu còn cha mẹ bạn thì bạn làm được cái điều gì tốt nhất cho cha mẹ bạn thì bạn hãy quay về bạn làm. Nếu như cha mẹ thật sự không còn thì bạn hãy chỉ cần sống thật tốt và giải thoát khỏi những cái dằn vặt của bản thân trong quá khứ, thì điều đó chính là điều làm cho cha mẹ bạn được vui nơi chín suối. Đừng khoác trên vai mình những đau buồn của quá khứ nữa, vì nó không làm thay đổi được tương lai và hiện tại. Hãy rũ bỏ nó đi, đứng dậy và gì ạ? Làm rạng rỡ cuộc đời mình bằng hiện tại và tương lai, vì điều đó chính là điều cha mẹ bạn cần nhất, chứ không phải là một lời xin lỗi. Rồi, chúc bạn có cuộc sống hạnh phúc. Bạn đã bước trên đường chánh pháp rồi đấy. Cảm ơn Đào Khởi. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão vận hành bởi hệ thống giáo dục CEO High School, nơi kiến tạo thế hệ học sinh định hướng tư duy trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Website ceohighschool.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh 1 1.